quý vị khán giả. Chào cô chú đi cô chi. Con chào cô chú nha. Chúc cô chú ăn ngon miệng nha. What? Cái gì vậy? Sao mà mùi ghê vậy? Ngửi. Cái mùi rượu đấy. Ờ, rượu mà. Điên à, tự nhiên uống rượu trời. Thôi rượu. Rượu. Tao tính là tao đập banh cái văn phòng này. Rượu. Mùi nó chua chua. Ừ, nghe giống như cơm rượu không? Không phải, nó mùi gì chua lắm. Mà nghe như mùi này giống như là bị lên men lâu ngày á. Mốc hả? Mày cho ăn đi, mốc mốc đúng không? Mà ối là đặc trưng anh, nước tương á. Em nghe nó hôm nay em được ăn đặc sản à? Mùi nó ghê đi, vừa là chua chua rồi còn mùi trung thủ cơ ạ. Cái này là món ăn đặc trưng nổi tiếng luôn đó. Vậy là không có nổi tiếng ở quê tôi rồi đó. Đấy là người ta. Đúng rồi. Em nghĩ là bị mắt rồi, cho cái gì ở mồm cứ sai sai ấy chứ. Chương trình này người ta còn cho mày ăn cả cứt cơ mày ạ. Eo kinh quá. Eo. Cứ cứ ăn luôn à. Nhai đi. Nhai đi. Què vậy? Mấy cái hộp hả ta? Nó có cái sợi dây gì á. Đắng rồi hả? Rồi hồi dính 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 dính. Anh, hát miệng anh ơi. Tớ thì anh hỏi cái gì ấy. Anh sợ thôi, anh rất sợ là cái anh ấy không biết là cái đấy là cái gì. Anh ơi, nhà bao việc. Cái gì ấy? Thôi quá à. Trời ơi sao nó dính dính cộng cộng. À đúng rồi, giống sữa chua bị thúi à. Đúng rồi á. Bây giờ mà nó có cái cộng gì nó dính mồm. Ờ giờ nghe mùi cà phê. Ngon một cà phê đúng không? Nhưng mà cà phê ở trong bánh lăng mới đúng, chứ không phải một cà phê bình thường. Đó, vị gì luôn á. Nó chỉ có mùi và hơi bột bột. Và nó nhẫn nhẫn. Ôi giời, đây là lần đầu tiên gắt một món kinh dị thế. Ngon không? Cái này giống kiểu natto rồi. Mình Nhật ý. Mày đi Nhật rồi à? Yes. Đúng rồi, hình như là thế rồi. Đập à, cái này là xí phổ khá xẻ ba. Không thì natto anh. Rồi, natto đúng rồi. Natto là gì vậy? Nói đúng nó là cái đậu nành lên men của Nhật mà. Má em nghĩ nó cái mùi nó sẽ ghê hơn nhưng mà không, nó không có ghê tiếp. Không ngon. Không ngon đúng không? Mà cái ở nhà không phải ai cũng ăn được cái đậu này đâu. Vị của một ly sữa chua. Sữa chua nước cộng. Mà người ta không có để trong tủ lạnh, ta để ra ngoài 3 4 ngày rồi mới cho mình. Người ta ăn cho vui thôi đúng không chứ đâu ăn ngon đâu. Không ta chỉ cơm. Mà sao nhạt nhẽo vậy? Ờ thì người dân ta phải yêu nhé. Ờ. Em ăn rồi mà tại sao em lại nói vậy? Đó. Nhưng mà cái em ăn nó không kiểu kinh tởm mà nó như thế này. Ừ. Ê ơi, người mùi nó cũng như kiểu mùi cà phê ấy. Đây là đậu tương ấy. Đây là đậu. Tao biết rồi mày. Tao học về văn hóa ẩm thực rồi. Nhưng mà cái vấn đề là nó không ngon. Thì bây giờ đây là đồ đóng hộp này, không phải đồ handmade kiểu bên này. Xong rồi nó còn đóng hộp nữa thì tất nhiên nó không ngon rồi. Thôi rùm. Nó có cảm giác như lên men như rượu nha. Hết hồn. Cảm giác nó nhớt nhớt trong miệng ấy. Vậy là em không lấy xỉn rượu để mà cưỡng hiếp một người trong văn phòng. Trời đất ơi trời. Em đốt bún luôn hả? Em bả. Kìa vô. À thôi thôi thôi. Em tính rồi, tính rồi. Trời ơi. Mùi sao anh? Anh ơi. Người này tình người Nhật ta ăn mỗi ngày đó anh. Sếp mình hôm nay ngày mùng 2 à, sắp đến ngày trả lương. Dạ sếp, em yêu sếp. Cô lê đó. Dạ. Anh nghĩ là món này là dùng để chế biến thêm những món khác thôi chứ không ăn sống đúng không? Không, ăn với cơm. À, ăn với cơm. Chắc có xịt nước tương. Nước tương chua của Nhật. Tao biết rồi mày. Tao học về văn hóa ẩm thực rồi. Sao một cái món mà nó lạ như này mà người ta vẫn ăn được nhỉ? Nó giống như kiểu rằng là không hợp. Tôm ấy. Ừ, mắm tôm thì ngon mọi người ạ. Mọi người nên ăn thử mắm tôm đi mọi người ạ. Mắm tôm rất ngon. Cảm xúc ăn. Em đã gặp những người không để ăn mắm tôm, không để ăn nước mắm ra, ăn bún đậu mắm tôm chấm muối. Ờ đúng rồi, có một cà phê thiệt. Nó có hơi hướng mùi cà phê. Nhưng mà nó không có thơm như cà phê nha. Tôi đúng là cái kiểu đồ mà bỏ vô gạt xong rồi để quên nó, chổng nó bị mốc lên luôn á.
Trời đất ơi. Và cái này mình cũng đã từng ăn rồi ở một cái nhà hàng Nhật Bản tên Hôm Nay Ăn Gì. Và hôm qua mình không có chuyện gì làm, mình quyết định mình bày tròn, hôm nay mình mua cho mọi người ăn. Và một hũ như thế này chỉ có giá bằng 40 mấy ngàn ở khu phố Nhật, người Nhật bán rất là nhiều. Đấy, rồi đó vậy thôi. Và nếu như các bạn muốn ăn thử cái món này thì có thể tới đường Lê Thánh Tôn hoặc là Thái Quang Lung tìm. Rồi, vậy nha. Video của mình tới đây là kết thúc. Mọi người đừng quên like, share và subscribe cho channel để ủng hộ cho cảm xúc ăn nha. Bye.